Khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an ở Hà Nội bắn dê của dân. Phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử giao dịch từ Bắc tới Nam. Tiếp tục kê đơn và bốc thuốc cho bệnh sợ trách nhiệm. Khởi tố vụ án tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an ở Hà Nội bắn dê của dân. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội liên quan vụ dùng súng tự chế bắn dê của người dân. Tước danh hiệu công an nhân dân 3 cán bộ bắn dê của dân, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ 3 cán bộ công an bắn dê của dân. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. 3 cán bộ công an trên đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi bắn chim, nhóm này đã bắn chết 2 con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Các quyết định tố tụng trên được cơ quan điều tra đưa ra sau một ngày xảy ra vụ việc 3 cán bộ công an bắn dê của dân. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với 3 cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức trực tiếp gặp và xin lỗi người dân. Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có liên quan trong việc quản lý, để cán bộ sai phạm vi phạm pháp luật, đồng thời yêu cầu Công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Như đã đưa tin, vụ việc 3 người được cho là công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bắn chết dê của người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức lan truyền trên mạng xã hội trong ngày 26 tháng 6. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức xác nhận 3 người bắn dê của người dân ở xã An Phú là cán bộ công an đang công tác tại công an thị trấn Đại Nghĩa. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang vào cuộc khi phát hiện ra việc dê của mình bị bắn chết. Người dân đã vây và giữ 3 cán bộ công an trên lại, sau đó dân báo công an xã An Phú. Lúc đó, người dân bị mất của nên họ rất tức giận, yêu cầu giải quyết tại chỗ. Sau đó, tôi báo tin lên công an huyện và một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cũng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản. Chúng tôi đã áp tải 3 cán bộ công an trên về huyện để tiếp tục điều tra, xử lý đúng trình tự pháp luật, vị lãnh đạo trên thông tin. Vị này cho biết thêm, 3 cán bộ công an trên trong lúc đi bắn chim, thấy dê ăn trên đỉnh núi hiếu kỳ nên bắn. Thấy dê trên đỉnh núi nghĩ là xa nhân dân nên bắn, bắn xuống thì cho dê lên thùng xe để về, mà dân người ta mất nhiều rồi nên họ quy cho 3 người này ăn trộm dê, vị lãnh đạo nói thêm. Được biết khẩu súng mà 3 người này dùng để bắn dê là khẩu súng tự chế. Tiếp tục kê đơn và bốc thuốc cho bệnh sợ trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ căn bệnh cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm lại được cả xã hội quan tâm đến như vậy. Trong kỳ họp Quốc hội tháng 6 vừa kết thúc cách đây ít ngày, câu chuyện này làm nóng nghị trường, nhiều đại biểu dân cử đã tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Ở một diễn biến khác liên quan, ngày 16 tháng 6, đại diện Bộ Nội vụ cho hay đang tham mưu theo hướng chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết về khuyến khích cán bộ dám nghĩ dám làm. Trước căn bệnh sợ trách nhiệm, không dám quyết đoán, không dám tham mưu của một số cán bộ, đảng viên có chức vụ ở các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà lãnh đạo của nước ta đã có những chỉ đạo kịp thời. Công điện 280 CDTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kê đơn bốc thuốc với chỉ đạo 50, không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ những công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan. Động thái đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, dù rằng như vậy là không đúng quy định một khi đã có sự phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, nhưng nhiều người cứ muốn đá trái bóng trách nhiệm lên cấp trên. Nếu được thì cũng kể ra sự đóng góp của mình, coi đó là thành tích. Nếu có sự cố gì thì cũng có thể phủi tay như thể vô can. Việc này kéo dài thời gian xử lý công việc, gây thiệt hại cho địa phương, doanh nghiệp và người dân. Không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan khác. Dân mình vẫn có câu cửa miệng rất rõ ràng, việc ai người nấy làm, cho nên chỉ đạo này nhằm tránh việc giải quyết công việc không phải là trách nhiệm nhiệm vụ của mình, dẫn đến nhầm vai công vụ, không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của bộ cơ quan mình sang bộ cơ quan khác. Cùng việc đá trái bóng trách nhiệm lên cấp trên thì những cán bộ sợ trách nhiệm thường xuyên gửi công văn đến các bộ, cơ quan khác,
cũng với mục đích né tránh trách nhiệm dù nhiều khi họ chẳng mấy liên quan. Đó cũng là cách thoái thác trách nhiệm, đun đẩy việc lẽ ra là của mình, của cơ quan mình sang cho người khác ở cơ quan khác. Đối với bộ cơ quan được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời khi quá thời hạn quy định thì được xác định là đồng ý với ý kiến đề xuất của cơ quan lấy ý kiến theo đúng quy định. Lâu nay vẫn tồn tại tình trạng khá phổ biến, người gửi, cơ quan gửi thì việc gửi, còn người phải trả lời, cơ quan phải trả lời theo quy định, lại cứ bỉnh chân như vậy, thích thì trả lời, không thích thì không trả lời. Nhưng điều oái oăm là ngay cả khi không trả lời đồng ý hay không vẫn không chịu trách nhiệm. Với chỉ đạo này thì nếu quá thời hạn quy định mà không trả lời thì mặc nhiên coi là đồng ý và đương nhiên phải chịu trách nhiệm về sự đồng ý này. Bệnh đã chỉ rõ và phân tích như trên, còn thuốc thì sao? Việc kê đơn đặc trị căn bệnh sợ trách nhiệm cũng cần phải có sự quyết tâm chính trị, thể chế hóa công tác xử lý và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân tập thể. Cần xử lý nghiêm tổ chức cá nhân né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, phải đánh giá cán bộ bằng những tiêu chí cụ thể, hiệu quả công việc rõ ràng, không còn chung chung, không xuề xòa bằng những hình thức như bình xét, lấy phiếu tín nhiệm, tham khảo dư luận, nghe ngóng tâm nguyện của người dân, của cán bộ cấp trên và cấp dưới, đánh giá đạo đức cá nhân, người thân trong gia đình, kê khai tài sản. Những người thiếu trách nhiệm, năng lực yếu hay cả hai cần được xem xét để thay thế nếu không đảm bảo được đúng mức công việc của mình. Mặt khác, cần có cơ chế kịp thời biểu dương khen thưởng, động viên những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Coi đó là những tấm gương sáng cần được học tập và lan tỏa trong cộng đồng. Cần phải làm gương một số trường hợp, cả biểu dương và xử lý để xã hội nhìn vào. Từ bệnh sợ trách nhiệm đến bệnh vô trách nhiệm là khoảng cách gần, nếu không phòng ngừa và chữa trị từ xa thì hội chứng này có nguy cơ lây lan rất nguy hiểm, kéo lùi sự tiến bộ xã hội và có thể làm nản lòng những người khao khát đóng góp cho cộng đồng. Nói như thể một câu ngạn ngữ, hãy xắn tay áo lao vào công việc, tôi sẽ biết anh là người ra sao, và cộng đồng chắc càng không thể nhầm lẫn. Xã hội hôm nay đang rất cần những con người dấn thân và hành động vì quê hương đất nước. Phá hai đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử giao dịch từ Bắc tới Nam. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng Bộ Công an triệt phá hai đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Cuối tháng 5 năm 2023, PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai nhóm giao bán trên mạng các thiết bị hỗ trợ gian lận thi cử có liên quan đến địa phương. Ngày 23 tháng 6, PA05, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập HNH, 31 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, để làm rõ hành vi sử dụng tài khoản Facebook ảo có tên NB để đăng quảng cáo bán cho thuê thiết bị siêu nhỏ để gian lận thi cử. PA05 đã phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt triệu tập, mời làm việc đối với LKP, sinh năm 2000, và CTTL, sinh năm 2000, đều trú tại thành phố Đà Lạt, là người đặt mua thuê thiết bị gian lận thi cử. Đáng chú ý, qua đấu tranh, hai người này cho thuê thiết bị gian lận thi cử từ fanpage có tên cho thuê tai nghe siêu nhỏ do nhóm NDG ở Hà Nội quản trị. Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp hỗ trợ tham gia triệt phá. Chiều ngày 26 tháng 6, PA05 Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra phát hiện NDG 33 tuổi, tạm trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, đang mua bán thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử. Tăng vật thu giữ tại nhà NDG gồm 10 bộ thiết bị tai nghe siêu nhỏ, 10 điện thoại Nokia đã được kết nối dây dẫn có gắn một micro nhỏ, và 10 tai nghe siêu nhỏ dạng hạt từ, kích thước khoảng 2mm, cùng hàng trăm linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ gian lận thi cử. NDG khai khi sử dụng, người dùng cho hạt tai nghe siêu nhỏ vào lỗ tai, điện thoại lắp SIM và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi. Bên cạnh đó còn kết hợp sử dụng bộ thiết bị camera siêu nhỏ, dạng cúc áo, giúp tự động quay, chụp ảnh gửi đề thi ra ngoài. Sau đó, nhóm bên ngoài sẽ nhận video ảnh để thi qua phần mềm, sau đó giải đề xong sẽ đọc đáp án vào bên trong qua tai nghe siêu nhỏ.
Đáng chú ý, các đơn vị chức năng còn phát hiện nhóm NDG đã tổ chức đường dây gian lận bao đậu trong các kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cho nhiều người trên cả nước trong nhiều năm qua với hình thức cho thí sinh thuê bộ thiết bị. Sau khi thí sinh vào phòng thi, sẽ dùng camera siêu nhỏ dạng cúc áo bí mật chụp ảnh, quay video gửi đề thi ra ngoài. Nhóm người này sẽ giải đề và đọc vào phòng thi qua tai nghe siêu nhỏ dạng hạt đậu. Giá cả dao động từ 5 đến 14 triệu đồng đối với mỗi loại chứng chỉ.